Argentina trình bày trước Liên Hiệp Quốc về nguy cơ vỡ nợ. Thái Lan tiêu hủy gần 3.000 gói ma túy. Chứng khoán thế giới nhiều thị trường quay đầu giảm điểm. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, hôm thứ Tư ngày 25 tháng 6, đoàn đại biểu kinh tế Argentina gồm Bộ trưởng Kinh tế ông Axel Kicillof và Bộ trưởng Ngoại giao là Hector Timmermans đã đến New York để trình bày với Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến pháp lý giữa Argentina và Quỹ phòng hộ. Trong năm 2001-2002, chính phủ Argentina vỡ nợ với số tiền gần 100 tỷ đô la Mỹ, sau đó đã tiến hành tái cơ cấu nợ và được hơn 90% các chủ nợ đồng ý. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 7% các chủ nợ không đồng ý phương pháp này, dẫn đến một phiên tòa mà phần thắng thuộc về các chủ nợ với số tiền 1,3 tỷ đô la Mỹ. Không dừng lại ở đó, trong phán quyết mới nhất từ Tòa án Tối cao Mỹ, thẩm phán đã yêu cầu Argentina trả nợ định kỳ cho các chủ nợ còn lại bắt đầu từ ngày 30 tháng 6. Phán quyết này thực sự đã gia tăng áp lực lên chính phủ Argentina. Tổng thống Argentina bà Cristina Fernandez cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao là tống tiền bởi số tiền mà Argentina đang mắc nợ là hơn 15 tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa ngân sách dự trữ của nước này. Cách đây hơn một tuần, trước thông tin nguy cơ vỡ nợ, giá trái phiếu đã giảm 73,4 sen. Bảo hiểm vỡ nợ của nước này cũng đã giảm trong những ngày gần đây. Chi phí để đảm bảo 10 triệu trái phiếu hiện nay là 1,3 triệu đô la Mỹ, giảm từ mức 2,9 triệu đô la Mỹ hồi tuần rồi. Nếu không có bất kỳ phương án nào, Argentina sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ thực sự vào tháng sau. Hôm 26 tháng 6, nhân ngày Thế giới phòng chống ma túy, cảnh sát Myanmar đã tiến hành tiêu hủy một lượng lớn chất ma túy trị giá gần 10 triệu đô la Mỹ. Theo số liệu của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc, diện tích trồng thuốc phiện tại Myanmar không ngừng gia tăng kể từ năm 2006, mặc cho những nỗ lực nhằm xóa bỏ cây thuốc phiện của chính phủ nước này. Chúng tôi đang nỗ lực tịch thu các chất ma túy. So với năm ngoái, chúng tôi đã bắt giữ nhiều người và tịch thu tiêu hủy một lượng lớn chất ma túy. Theo UNDOC, diện tích trồng thuốc phiện tại Myanmar năm 2012 là 51.100 ha với sản lượng 690 tấn. Đây cũng là quốc gia sản xuất thuốc phiện nhiều thứ hai thế giới sau Afghanistan. Cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cũng tiêu hủy số thuốc phiện trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ, trong đó có ma túy đá và heroin. Gần 3.000 gói thuốc phiện trên bao gồm ma túy đá và heroin đã được cảnh sát Thái Lan tịch thu từ nhiều vùng khác nhau, đã được trưng bày ngay trung tâm tỉnh Ayutthaya. Theo UNDOC, nhu cầu sử dụng ma túy tại các nước Đông Nam Á liên tục tăng trong nhiều năm qua. Năm ngoái đã có gần 230 triệu viên thuốc có chứa chất methamphetamine và 11,6 mét khối ma túy đá đã được sản xuất và tung ra thị trường. Khu tam giác vàng biên giới ba nước Myanmar, Thái Lan và Lào luôn là tâm điểm của nạn trồng thuốc phiện và những đường dây tội phạm sản xuất buôn bán ma túy. Thưa quý vị, GM vừa ra quyết định triệu hồi dòng xe Chevy Cruze đời 2013 và 2014 ở khu vực Bắc Mỹ vì lỗi bộ phận túi khí. Vấn đề an toàn tiếp tục là nguyên nhân khiến GM kìm hãm đà tăng trưởng khi hãng này đang là một trong những tên tuổi lớn dẫn đầu doanh thu bán hàng tại thị trường Bắc Mỹ. GM thông báo cho các đại lý tiếp tục bán bất cứ mẫu còn lại theo hợp đồng. Theo tờ New York Times, GM đang cố gắng hồi phục doanh thu trước khi hãng này chuẩn bị cho một đợt triệu hồi mới. Theo đó, túi khí tại ghế lái có thể không bung ra trong trường hợp gặp tai nạn. GM quyết định triệu hồi 33.000 chiếc Chevy Cruze, kể cả xe mới và xe đang sử dụng. Một lệnh triệu hồi chính thức được GM trình lên Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ với hy vọng sẽ được giải quyết sớm. Cũng trong năm nay, GM đã ban hành 44 đợt triệu hồi liên quan đến khoảng 20 triệu xe, trong đó có một vấn đề với thiết bị chuyển mạch đánh lửa, được xem là nguyên nhân khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Cố vấn GM ông Ken Faber cũng công bố việc bồi thường tới những nạn nhân trên vào hôm thứ Hai. Thưa quý vị, hôm 25 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Cộng hòa Séc là ông Bohuslav Sobotka và hãng sản xuất lớp xe Nexon của Hàn Quốc đã ký bản hợp đồng về việc xây dựng dây chuyền sản xuất trị giá gần 1,2 tỷ đô la Mỹ tại nước này. Hợp đồng sẽ có giá trị từ năm 2016 đến năm 2023. Việc hãng sản xuất lốp xe Nexon của Hàn Quốc đầu tư vào thị trường Zatec sẽ góp phần vực dậy nền kinh tế của Cộng hòa Séc sau gần 18 tháng chìm trong suy thoái. Nền kinh tế của chúng tôi đã gặp khó khăn trong thời gian dài, vì thế đây là thời điểm quan trọng đối với Cộng hòa Séc, và sau gần 13 tháng đàm phán, cuối cùng chúng tôi đã thu hút được một trong những nhà đầu tư lớn.
Nissan Thai cho biết hãng sẽ bắt đầu sản xuất từ năm 2008 và sẽ mở rộng công suất lên 12 triệu đơn vị. Công ty này còn là nhà cung cấp thiết bị cho hãng Hyundai Motor tại Cộng hòa Séc. Vị trí môi trường kinh doanh thuận lợi đã giúp cho Cộng hòa Séc giành được hợp đồng này từ tay các nước Trung và Đông Âu. Chúng tôi thấy rằng Zatec có đủ nguồn nhân lực để phục vụ sản xuất, đồng thời đây cũng là nơi thích hợp để đầu tư. Hơn nữa, vị trí địa lý của nó cũng thuận lợi cho việc kết nối giao thương với các thị trường lớn như là Đức, Pháp, Anh và một số thị trường đang phát triển tại Đông Âu. Việc Nissan đặt nhà máy tại Cộng hòa Séc không đơn thuần chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại châu Âu, mà nó còn hướng tới việc cung cấp lốp xe cho các hãng xe hơi danh tiếng như Skoda, Volkswagen, Fiat, v.v. Giai đoạn đầu, bản hợp đồng này sẽ mang lại ít nhất 1.000 việc làm và sẽ sản xuất khoảng 6 triệu lốp xe mỗi năm. Khủng hoảng chính trị đã khiến Yemen bị cạn kiệt nguồn tài nguyên dầu và nước. Thiếu nước làm đất đai khô cằn, thiếu dầu khiến máy bơm không hoạt động được. Nông dân ở Yemen phần lớn dùng tay tự đào giếng để tưới cây trồng của họ. Tại thung lũng Mokhtar, phía đông bắc của thủ đô Sanaa, nông dân đang phải dùng tay đào giếng trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu cây trồng của họ. Thực trạng thiếu nhiên liệu để vận hành máy bơm và thậm chí nước dự trữ trong đập gần đó đều đã cạn khô. Cái máy bơm nước ngừng chạy do thiếu nhiên liệu, bạn có thể nhìn thấy xe ô tô xếp hàng dài tại các trạm xăng. Vì vậy, mọi người phải dùng đến đập nước bên ngoài và bây giờ họ đang đào giếng. Hầu hết các máy bơm nước sử dụng điện hoặc dầu diesel. Giờ thì cả hai thứ đều không có. Vì vậy, mọi người đã đào giếng suốt 20 giờ trên mặt đất khô cằn này để có nước cho cây. Thung lũng này nổi tiếng trồng trọt rau quả, đặc biệt là nho. Nông dân tại đây đang cố gắng tưới thật nhiều nước để giúp cây trồng sống sót qua nắng hạn. Nông dân đang bị thiệt hại, một người nông dân có một hay nửa hecta đất, chỉ có thể tưới cho 25% diện tích hoặc ít hơn thế. Do đó họ phải đi khỏi nơi đây vì thiếu nhiên liệu chạy máy bơm nước. Từ năm 2011, các cuộc tấn công diễn ra tại một đường ống dẫn dầu đã làm cắt giảm nguồn cung cho nhà máy lọc dầu chính của Yemen tại Aden. Điều này buộc chính phủ phải nhập khẩu nhiên liệu với giá hỗ trợ là 3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2012. Công ty dầu khí Yemen đã hạ mức cung cấp dầu xuống chỉ còn 10 thùng mỗi 4 tháng. Tôi cần một thùng dầu 60 lít một ngày để chạy một máy bơm nước cho 500 mét giếng phun. Vì vậy, chúng tôi dùng hết 10 thùng trong khoảng một tuần và sau đó dừng lại trong 4 tháng, chờ đợi thêm 10 thùng nữa. Đầu tháng này, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà tổng thống Yemen để kêu gọi chính phủ giải tán. Họ tức giận cắt điện toàn thành phố và khiến tình trạng thiếu xăng dầu ngày càng nghiêm trọng. Cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Shia ở miền Bắc, lực lượng Ly Khai ở miền Nam và tổ chức Al-Qaeda trên khắp đất nước đã làm suy sụp nền kinh tế của Yemen, kéo theo suy giảm nguồn tài nguyên dầu và nước. Phương Tây và nước láng giềng Ả Rập Saudi lo sợ cho sự ổn định của Yemen, do nước láng giềng giàu có này có chung đường biên giới dài và sản lượng xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới. Mỹ đã tăng cường hỗ trợ cho chính phủ và quân đội của Yemen. Thưa quý vị, bất chấp lệnh cấm săn bắt cá voi của một tòa án quốc tế, các ngư dân Nhật Bản vẫn tiếp tục hoạt động này một cách công khai. Và đáng ngạc nhiên hơn khi ngư dân ở đây vẫn phổ biến và lưu truyền nghề săn bắt cá voi cho thế hệ sau. Bỏ mặc mọi lời chỉ trích, phong tục này vẫn tiếp tục giết chết hàng ngàn con cá voi năm này qua năm khác. Ngày 26 tháng 6, những người ngư dân ở một làng nghề truyền thống săn bắt cá voi đã tiến hành xẻ thịt một con cá voi trước sự chứng kiến của nhiều học sinh tiểu học và người dân địa phương, và những người chứng kiến sẽ được ăn thịt cá voi miễn phí. Phong tục này vẫn diễn ra hàng năm tại thị trấn Wada, cách thủ đô Tokyo tầm 100 km về phía nam. Đây là tuần săn bắt cá voi đầu tiên ở đây kể từ sau lệnh cấm săn bắt cá voi tại Nam Cực được đưa ra hồi tháng 3 của một tòa án quốc tế đối với ngư dân Nhật Bản. Mặc dù săn bắt cá voi là hành động hủy hoại môi trường, nhưng Nhật Bản vẫn cho rằng thịt cá voi là món ăn truyền thống của họ. Người dân thị trấn Wada tự hào về phong tục này, tiếp tục lưu truyền cho thế hệ sau. Em thấy tội nghiệp chú cá voi, nhưng mọi người ai cũng thích ăn thịt nó. Con cá voi dài 9,2 mét, nặng 10 tấn, được những người thợ của công ty Gaibo bắt được vào tuần qua. Công ty này có kế hoạch đánh bắt nhiều hơn 24 con cá voi trước khi kết thúc mùa săn bắt cá voi vào cuối tháng 8. Nhật Bản dự tính đưa ra bản dự thảo săn bắt cá voi theo khoa học tại Nam Cực, nhưng nước này bất ngờ khi tòa án quốc tế ra lệnh cấm săn bắt cá voi tại vùng biển phía Nam vào tháng 3 vừa qua. Phía Nhật cho rằng đánh bắt cá voi theo khoa học sẽ không gây tuyệt chủng, dựa theo một bản đánh giá mà họ gọi là săn bắt khoa học vào năm 1987. Chúng tôi có truyền thống săn bắt và ăn thịt cá voi từ 400 năm nay. Bây giờ quốc tế lên án và cấm chúng tôi săn bắt cá voi. Tôi nghĩ rằng họ không có quyền cấm chúng tôi. Mặc dù Nhật Bản từ bỏ việc săn bắt cá voi tại Nam Cực từ năm rồi, nhưng họ sẽ tiếp tục lên kế hoạch nghiên cứu chương trình đánh bắt cá voi khoa học sớm nhất vào khoảng 2015 đến 2016. Tại đất nước chúng tôi, cá voi là món ăn không thể thiếu, đặc biệt là vào mùa hè. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy cho bọn trẻ hiểu về việc săn bắt cá voi. Cá voi là món hiếm trong bữa ăn của người Nhật, nhưng tại Wada này, nó lại là món ăn hàng ngày ở các gia đình và trường học. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 1 của bản tin thế giới. Tiếp theo sau sẽ là phần 2. Barclays tiếp tục bị phạt, dư chấn khủng hoảng tài chính chưa qua.
tăng cường chống vi phạm bản quyền Philippines tiêu hủy hàng giả.